Những năm trước chúng mình cũng thử bánh trung thu, thế nhưng mà chỉ thử những cái vị lạ thôi. Còn năm nay có điều kiện hơn, chúng mình sẽ thử những cái bánh trung thu vị sang chảnh nữa. Chào các bạn, chào các bạn, chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, ngày hôm nay của các bạn là một ngày khác so với cái phần 1 rồi. Thế nhưng mà đối với mình ấy, nó chỉ là khoảng một lúc sau khi mà mình đã hồi phục về mặt khẩu vị, vị giác so với cái video phần 1 thôi. Đây là video phần 2 của chương trình thử bánh trung thu năm nay của chúng mình. Và trong phần 2 này, chúng mình sẽ có 6 chiếc bánh với những cái vị nó rất là sang chảnh. Menu của chúng mình phần 2 này sẽ có bánh phở chọc trời bò wagyu, bánh hải sản sốt XO. Và sốt XO là mình vừa mới research, mình vừa mới tìm hiểu sơ, thì sốt XO là một loại sốt mà nó cay nha các bạn, nó cay nha. Và nếu mà các bạn chưa quen mình lắm thì chào các bạn, mình là Giang và mình không ăn được cay. Kim sa nấm truffle. Nếu mà các bạn từng nghe đến nấm truffle thì các bạn sẽ biết là nấm truffle là một trong những cái loại nấm mà rất là mắc, mắc nhất trong làng nấm, kiểu thế. Champagne là rượu đấy. Rượu champagne hạt sen, bánh trà mạn hoa bưởi hạt sen, vàng lá 24K ở trong cái bánh này. Và chiếc bánh chút éc này là bánh đậu nhật và hồng, cái trái hồng á. Đó, nghe là đã thấy sang chảnh rồi đúng không? Ngày hôm nay chúng mình sẽ thử xem rằng liệu là những cái vị nghe nó sang chảnh như vậy nhưng mà nó có ngon hay không. Và cũng giống như là phần trước, mình đã chuẩn bị 6 con dao sạch tinh tươm để cắt 6 cái bánh này tinh tế ẩm thực. Chúng mình không dùng một con dao để cắt trùng nhau. Bây giờ chúng mình sẽ đến với chiếc bánh đầu tiên, bánh phở chọc trời bò wagyu. Mình đoán là không phải tất cả, thế nhưng mà khá nhiều bạn trong số các bạn đã từng nghe qua cái món này rồi. Món phở chọc trời bò wagyu là một trong những cái món ăn mà được khá là tốn giấy mực báo chí và được bàn tán khá nhiều ở tháp Landmark 81. Mình đã ăn cái phở đó hay chưa? Chưa, chưa đâu. Thậm chí là mình chưa lên cái lầu 81 để mình nhìn thành phố bao giờ cơ. Mình chưa ăn cái phở đó. Mình nghe đồn là một tô phở đó hình như đâu 900 ngàn hả? Và năm nay người ta mang phở vào bánh trung thu. Khi mà cắt ra đấy thì là mình đã cảm thấy có một cái độ mềm quyện vào nhau mà cảm giác nó khá là luxury nha các bạn. Tức là cái vỏ và cái nhân bao quanh á, nó ở một cái độ vừa. Thế nhưng mà nó không làm khô cái trái trứng. Trái trứng muối nó có một cái độ ướt tương đối là hấp dẫn. Tương đối thôi. Nó không được bằng những cái bánh kiểu giống như là kiểu lava trứng muối, nó không ướt đến cái mức độ đó. Thế nhưng mà nhìn nó sẽ không có bị khô mà kiểu vỡ ra thành từng mảnh nha. Về cái phần nhân đấy thì mình sẽ không thấy kiểu như là bánh phở là kiểu miếng thịt. Tất cả mọi thứ đều đã xay vào với nhau rồi. Và bây giờ chúng mình sẽ tìm xem là cái miếng nào có cái miếng trứng bự nhất để mình thử cái phần đó. Hey, wow. Hứa hẹn nha các bạn, hứa hẹn nha. Nè, nhìn miếng bánh này, hứa hẹn chưa? Rồi nha, bây giờ thì chúng mình sẽ thử bánh trung thu phở thì nó như thế nào nha. Các bạn đã bao giờ thử một cái tô phở mà nó xay sinh tố hết vào nhau chưa? Chưa đúng không? Rõ ràng rồi, không ai ăn phở như thế cả. Cái kết cấu của nó rất là mềm và quyện vào với nhau. Tuy nhiên cái vị của nó lại là vị phở. Nó cảm giác nó rất là khác. Nó rất là lạ. Bình thường khi mà ăn phở đấy thì là các bạn sẽ có thể cảm nhận được kết cấu khác nhau của thịt này, của bánh phở này, của nước này, của hành này. Thế nhưng mà cái này thì nó dẻo dẻo. Nhưng mà cái nhân bánh nó, cái vỏ bánh nó lại hơi ngọt. Thế cho nên là nó lại thành ra giống như là phở ngọt. Nhưng mà cái trứng thì ăn rất ok. Đấy, mình khen là mình khen cái trứng. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là cái sự ngọt của cái vỏ bánh ấy, nó hơi làm cho cái bánh nó mất điểm một chút. Cái phần nhân ok nha, nhưng mà cái phần vỏ bánh nó bị ngọt quá đối với một cái nhân mà người ta có cái tham vọng là đưa cái vị phở vào trong cái bánh. Các bạn hiểu ý mình không? Ngày xưa mình có thử một cái bánh trung thu gọi là bánh trung thu xôi xéo. Đấy là cái loại bánh đầu tiên mà mình nghe kiểu như là mình cảm giác là bùng nổ, kiểu như là wow, ngạc nhiên quá. Tại sao cái bánh trung thu vốn nó là cái ngọt mà lại có cái vị xôi xéo vào được? Thì khi mà mình ăn ấy, nó rất là hợp lý. Mình không biết là tại sao nó lại hợp lý, thế nhưng mà tất cả những cái vị nó hòa cùng với nhau, nó rất là hợp lý. Bởi vậy cho nên là mình có cái cảm giác là khi mà một hãng mà người ta muốn mang một cái vị mặn vào trong một cái bánh ngọt ấy, thì bản thân cái công thức của cái vỏ bánh người ta cũng sẽ phải điều chỉnh một chút sao cho nó phù hợp hơn với bánh mặn. Nó không quá nhiều đường giống như là bánh ngọt. Ui dồi ôi. Bình thường như là các bạn biết ấy,
Thực ra là cái vị mặn và cái vị ngọt ấy, nó có thể đi cùng với nhau. Đấy chính là lý do tại sao bánh trung thu ấy, nó rất là thành công với cái công thức là nhân ngọt. Thế nhưng mà cái trứng muối ấy, nó lại có cái vị mặn mặn, hai cái vị đấy nó rất là hài hòa với nhau. Tuy nhiên là cái độ ngọt ấy, nó phải ở một cái mức độ nào đó để nó không lấn át hết cả cái mặn đi. Đấy, cảm giác của mình là như vậy. Rồi, tiếp theo chúng mình sẽ đến với cái bánh thứ hai là bánh hải sản sốt cay, sốt XO. Sốt XO là sốt của gì nghe giống như là lúc đầu mình tưởng là rượu, tại vì cái rượu XO ấy ai biết. Thế nhưng mà hóa ra khi mà mình tìm hiểu thì sốt XO không phải là cái rượu XO. Cái sốt XO nó là một cái sốt cay và mình cảm thấy hơi hơi lo lắng một chút, tại vì mình không biết là bánh trung thu mà nó cay thì nó sẽ như thế nào mà mình có ăn được không. Bây giờ chúng mình sẽ thử nhé. Đổi con dao mới. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cắt ra xem là ở trong cái bánh hải sản sốt XO thì nó sẽ có cái gì. Rồi, nó vỡ ra rồi. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình ăn bánh trung thu mà có hải sản. Mình nghĩ vậy, đây là lần đầu tiên đó. Và mình thấy có vẻ là cái độ khô là nó hơi cao rồi đó các bạn ạ. Đúng không? Này, nó tương đối vỡ ra này. Và cái phần trứng đấy, thì nếu mà các bạn so sánh cái trứng này với cái trứng này, các bạn nhìn cái kết cấu của cái trứng ấy, là các bạn thấy cái sự khác biệt. Và mình nhìn cái trái trứng như thế này thì mình sẽ đoán là nó hơi khô một chút xíu. Nhưng mà chúng mình phải thử xem là như thế nào. Đừng đùa nha, mùi rất là hấp dẫn nha. Mùi nó giống như là mực sấy. Các bạn có để ý những đứa mà tự nhận là không ăn được cay đấy, nhưng mà lại ăn kiểu khô bò với cả khô mực, kiểu như là ăn như mọ khoét không? Thì chính là mình đây. Mình không hiểu tại sao mình lại ăn được khô mực mặc dù nó cay. Thực ra thì khi mà mình ăn khô mực ấy, thì là mình sẽ phải kiểu ăn vài miếng để xong rồi phải uống nước, rồi xong rồi ăn mấy miếng rồi phải uống nước để cho nó đỡ cay. Thế nhưng mà mình lại vẫn thấy nó rất là ngon. Và cái bánh này mình thấy mùi khô mực rồi, mình thấy mùi mực tẩm rồi các bạn ơi. Mình cảm thấy hứa hẹn rồi đó. Rồi, chúng mình sẽ ăn thử một miếng nha. Bánh hơi khô nha hãng ơi. Xốp hãy làm cho bánh đỡ khô. Đấy, khi mà bánh khô như thế này thì cắt ra nó sẽ bị vỡ khá là nhiều nha xốp. Rồi, chúng mình thử nha. Ngon. Ê, hợp lý nha. Là tâm trạng của mình mỗi khi mà mình tìm được một chiếc bánh trung thu ưng ý. Cảm giác nó giống như là ăn mực tẩm ấy. Mình không đủ tinh tế để mình phân tích rằng là có vị của những loại hải sản gì ở trong cái bánh này. Tuy nhiên, cái vị nó rất là hài hòa và nó rất phù hợp để mình ăn kiểu như là ăn vặt ấy. Giống như các bạn vừa xem phim, các bạn có thể vừa ăn. Và mình cảm giác là cái bánh này ấy, các bạn sẽ có thể ăn khá là nhiều tại vì nó không bị ngấy. Cái bánh hải sản này so sánh với bánh phở thì nó đều là những cái concept, nó đều là những cái theme, những cái chủ đề là theo cái món mặn. Thế nhưng mà cái điểm khác biệt để làm cái bánh này nó hài hòa hơn cái bánh này là cái phần vỏ của cái bánh này nó đỡ ngọt hơn một chút so với cái bánh này. Thế cho nên là shop ơi, năm sau nếu mà làm bánh phở thì hãy làm cho cái vỏ nó bớt ngọt chút thì cái vị nó sẽ hài hòa hơn và cái vị phở nó sẽ bật lên được hơn. Này, góp ý từ người tiêu dùng. Tiếp tục. Kim sa nấm truffle. Kim sa nếu mà mình không nhầm là trứng muối nấm truffle. Nghe là có vẻ đã thấy hứa hẹn rồi đấy, đúng không? Mình là fan trứng muối mà các bạn. Bây giờ chúng mình sẽ cắt bánh. Rào mới. Dẻo. Nhưng mà không quá dẻo. Cắt ra một cái là nghe cái mùi ngọt mặn ngay. Ngọt ngọt mặn mặn. Ngậy ngậy nha. Lạ lắm. Nói thật với các bạn, một cái fun fact, một cái sự thật vui nhộn về mình là mình lại không phải là cái người mà rất là mê nấm truffle. Chính ra chồng mình lại là cái người mà kiểu đi nhà hàng đấy thì xong rồi thấy cái gì mà có nấm truffle là kêu ngay, tại vì anh ấy thích nấm truffle. Mình thì mình không có thích đến thế, tại vì mình cảm giác là những cái món mà có nấm truffle, cái mùi nấm truffle nó hơi nặng đối với mình. Nhưng mà mùi của cái này nó rất là vừa phải. Và cái mùi nó ngậy béo lạ lắm. Có một cái bất ngờ, mình tưởng là khi mà nó đã là kim sa là nó giống mấy cái bánh bao kim sa chúng mình hay ăn. Thì là khi mà mình bẻ cái bánh bao ra thì là kim sa nó sẽ chảy ra. Cái bánh này nó không chảy. Thế nhưng mà mùi nó rất là hấp dẫn. Rất là hấp dẫn nha các bạn. Và cái mùi nó không giống như là cái bánh bao kim sa chúng mình ăn. Kim sa này là kim sa kiểu khác. Mình không biết diễn tả như thế nào. Bây giờ chúng mình sẽ ăn thử một miếng nhé.
Thôi, mình biết rồi. Mình biết vấn đề của mình là gì rồi. Tại vì mình đã ăn rất là nhiều bánh trung thu và mình trở nên rất là khó tính trong cái việc cảm nhận bánh trung thu. Thế cho nên là bây giờ ấy, mình thường là mình sẽ có những sự ưu tiên cho những cái bánh mà phần nhân nó có sự pha trộn về mặt kết cấu, tức là nó có những cái nguyên liệu mà nó trộn lẫn với nhau và nó làm cho mình cảm giác thú vị khi mà nhai ở trong miệng. Còn những cái nhân nào mà người ta làm nhuyễn ra ấy, thì tự nhiên nó sẽ mất điểm theo cái khẩu vị của mình, theo cái sở thích của mình. Cái bánh này ấy, cái mùi của nó rất là hấp dẫn luôn. Thế nhưng mà cái kết cấu của nó là điểm trừ đối với mình, kéo cái điểm xuống, cái vị của nó ok, cái mùi của nó hấp dẫn. Thế nhưng mà tại vì mình nhai xong rồi mình cứ thấy kiểu nó cứ như một quãng đường dài mà không biết bao giờ thì mới, tức là các bạn cảm giác là các bạn đi bộ một cái quãng đường mà từ đầu đến cuối nó cứ là cùng một cái cảnh như nhau, nó không có một cái sự thay đổi, nó không có một cái sự bất ngờ. Thế cho nên là khi mà nó ở trong miệng các bạn chẳng hạn thì là cái kết cấu từ đầu đến cuối các bạn đã biết là nó chỉ có như vậy thôi, thì nó sẽ không cảm giác thú vị giống như là các bạn đi từ đầu đường đến cuối đường. Thế nhưng mà ở trên đường nó có những cái cảnh sắc khác biệt, nhiều phép ẩn dụ quá nhiều phép so sánh, mình không biết là nó có bị hơi khó chịu đối với các bạn hay không. Tại vì bản thân mình là người ăn, mình chỉ biết mô tả, không biết là những cái cảm giác đấy nó có đi từ miệng mình, nó có đi qua màn hình và nó có thể, các bạn có thể cảm nhận được rõ ràng những cái mô tả của mình hay không. Thế nhưng mà đấy, ý mình là như vậy. Cái sự thú vị nó sẽ nằm ở những cái bánh mà nó có nhiều cái kết cấu khác nhau. Đấy là cái ý của mình. Tiếp theo, chúng mình sẽ đến với cái bánh champagne hạt sen, có một chút rượu ở trong đấy. Không biết ăn xong có say không? Champagne hạt sen. Và cái bánh này là cái bánh duy nhất của chúng mình năm nay có màu hồng, màu đỏ. Thấy có vẻ là nhân nhuyễn rồi nha. Đây là bên trong của cái bánh champagne hạt sen. Như các bạn biết đấy, thì hạt sen nó không có nhiều mùi đâu, chủ yếu nó là những cái khác. Và mình cũng không thấy nó dậy mùi champagne lên. Không, thực ra có mùi rượu nhẹ nhẹ thôi. So sánh với những cái loại rượu phổ biến khác mà người ta dùng để nấu ăn, ví dụ như là rượu rum, thì cái rượu champagne ấy, nó không có nhiều mùi bằng. Còn cái hạt sen ấy, thì nó cũng không phải là một cái nguyên liệu mà có một cái mùi thực sự là mạnh. Thế cho nên là ấn tượng ban đầu cái mùi của cái bánh này nó chưa được nhiều. Nhưng chúng mình sẽ thử xem sao. À, nó ứa ra này các bạn này. Đây, mình phải cho các bạn xem cái cảnh cắt nha. Có vẻ như là xung quanh nó là hạt sen dẻo dẻo, còn ở giữa nó là cái rượu chảy chảy này, người ta đã nấu sệt vào rồi. Đó, các bạn thấy nó ứa ra một chút không? Đỏ đỏ đấy. Đây, nó như thế này, nó dính lên trên con dao của mình luôn. Đó. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ ăn thử xem là như thế nào nha. Ăn xong say luôn. Đi ngủ luôn. Ê, rất là hấp dẫn nha. Để mình mô tả cho các bạn. Cái bánh hạt sen, tức là cái vị hạt sen á, thì nó tương đối là nhẹ nhàng, dịu dàng, đúng không? Bình thường khi mà chúng mình ăn một cái bánh hạt sen đấy, thì chúng mình sẽ kiểu cảm nhận nhẹ nhẹ cái vị thơm, cái mùi thơm của sen thôi. Nhưng khi mà cái phần nhân hạt sen nhá, nó kết hợp với một cái nhân champagne mà chảy chảy ở trong á, cái vị nó rất là lạ. Cái vị champagne này nó không hẳn giống như là những cái champagne mà mình từng uống. Mình nghĩ cái này là champagne hồng hồng ấy, chứ không phải là cái champagne vàng vàng. Không, mình nói ra mình thấy hơi ngốc quá. Tại vì rõ ràng là mình đã thấy nó màu đỏ rồi, thế chắc chắn là champagne hồng rồi. À, tại vì khi mà nhắc đến champagne thì mình sẽ hình dung ra ngay cái champagne vàng vàng, chứ mình không nghĩ đến cái hồng hồng. Cái này là cái champagne hồng và cái vị của nó rất là nồng đượm. Không biết diễn tả như thế nào. Nó vào trong cái lưỡi của mình và nó tạo nên một cú nổ ở trên cái lưỡi. Lạ lắm. Nó là một cái vị rất là lạ. Các bạn có hình dung là khi mà các bạn ăn kẹo nổ, thế xong rồi các bạn cho vào miệng, xong rồi kiểu nó nổ lép bép ở trên lưỡi, các bạn sẽ cảm thấy bất ngờ. Thì là cái vị này nó làm cho các bạn cảm thấy có một cái cảm giác như vậy. Khen nha, khen. Tiếp tục. Trà mạn hoa bưởi hạt sen vàng lá 24k. Rõ ràng là nó rất sang trọng đúng không? Thế nhưng mà về vị thì nó không phải là những cái vị thực sự khác biệt. Mình đã tìm hiểu một chút về cái việc là sử dụng vàng lá ở trong thực phẩm. Cái thứ nhất là vàng lá nó không có vị gì. Thứ hai là vàng lá nó cũng không phải là cái kim loại mà chúng mình đeo ở trên người đâu. Mà vàng lá 24K người ta sử dụng trong thực phẩm á, nó là cái vàng dành riêng cho thực phẩm, không có vị gì và nó cũng không có dinh dưỡng, mà nó chỉ làm đẹp mắt thêm cái món ăn thôi. Xem nào.
Ủa, vàng lá đâu? Hay là ở dưới ánh sáng nó lấp lánh? Không, bình thường mà. Ủa thế là vàng lá ở đâu nhỉ? Mình tưởng là nó sẽ lấp lánh ở trong này chứ. Ủa? Mùi trà bình thường thôi. Matcha. Để mình thử xem nhé. Đúng thật, đúng là không thấy vàng lá thật các bạn ạ. Mình tưởng là mình sẽ thấy lấp lánh ở trong. Thế nhưng mà đây, mình cho các bạn nhìn gần này. Đây là miếng bánh này. Và mình không nghĩ là mình thấy cái hiệu ứng của vàng lá ở trong này. Thôi, chúng mình ăn thử nha. Nó là bánh trà xanh thôi. Nó là bánh trà xanh trứng muối. Cảm giác là hơi cụt hứng một chút, tại vì rõ ràng là khi mà mình lựa chọn cái bánh này đấy thì những cái nguyên liệu như là trà mạn này, hoa bưởi này, hạt sen này là những cái vị mà chúng mình đã đều quen thuộc rồi. Thế nhưng mà vàng lá 24K mình tưởng là khi mà cắt ra thì chúng mình sẽ có một cái hiệu ứng phần nhìn rất là thú vị. Tuy nhiên là mình cũng không thấy vàng lá ở đâu cả. Hay là vàng người ta để lên trên mặt bánh? Không, không có thật, không có cái lấp lánh ở trên mặt bánh thật. Không biết nữa các bạn ơi. Thôi, chúng mình tiếp tục tới với cái bánh cuối cùng. Đây là đậu nhật và trái hồng. Nghe là đã thấy ngọt rồi đấy, đúng không? Ủa, sau đây mới là con dao thứ 5 mà mình cầm lên thôi. Ở trong cái đĩa của mình đã chuẩn bị một cái đĩa ở đằng kia có 6 con dao sạch. Và bây giờ khi mà đến với cái bánh cuối cùng, mình thấy vẫn còn một con dao sạch nữa ở kia. Tức là mình đã sử dụng một con dao nào đó để cắt hai cái bánh rồi. Mình xin lỗi. Bây giờ chúng mình sẽ cắt bánh đậu nhật và trái hồng để xem là ở trong nó như thế nào nhé. Là một chiếc bánh nhỏ con tí như thế này thôi. Mở ra. Ồ, hơi khô nha. Đây, ở bên trong các bạn sẽ thấy như thế này. Và nói thật với các bạn là những cái nguyên liệu như là đậu này và hồng á, thì nó không phải là những cái nguyên liệu mà có một cái mùi nó khá là nổi bật. Thế cho nên là khi mà mình ngửi cái bánh này, mình cũng thấy chưa có ấn tượng gì mấy. Và cái kết cấu á, nó cũng làm cho mình cảm thấy hơi nhuyễn và hơi khô. Bây giờ chúng mình sẽ thử một miếng nhé. Nói thật với các bạn là sau khi thử 11 cái bánh trung thu thì mình cũng hơi ngán rồi. Thế cho nên là mình cắt một cái miếng nó hơi mỏng một chút. Thôi thôi thôi, công tâm cắt một miếng khác bự hơn để ăn được hết các vỏ và các cái phần nhân ở bên trong. Bây giờ chúng mình sẽ thử nhé. Cái vị đậu đỏ nó lấn át hết tất cả những cái khác. Tức là mình không thấy mùi hồng, mình không thấy. Mình chỉ nhận thấy đây là một cái bánh. Các bạn bịt mắt mình vào, mình chỉ nhận thấy là à, đây là một cái bánh đậu đỏ. Nó có dở hay không thì cũng không dở. Thế nhưng mà nó có thực sự đột phá hay không? Tại vì chúng mình thử rất là nhiều vị bánh khác lạ ở đây thì nó không đột phá đến thế. Đấy là nhận xét của mình. Và nó hơi khô một chút. Mình thấy tổng hợp lại xuất sắc nhất hai chiếc bánh rất là xuất sắc. Bánh hải sản và bánh champagne. Ổn đấy các bạn ạ. Ổn đấy. Và đó là những cái vị bánh mà chúng mình sẽ thử cho Trung Thu năm nay. Chốt lại thì mình cũng thấy nó tương đối là thành công. Không thành công thuộc dạng rực rỡ. Chúng mình đã thử tổng cộng 12 vị bánh và mình nghĩ là có khoảng 2 vị là ngon nhất. Đấy, những vị khác thì được, bình thường. Không có cái vị nào mà tới nỗi giống như là cái vị của năm kia, năm ngoái gì đó mà mình ăn vị tỏi đấy, thế xong rồi mình ăn không nổi đó. Thì không đến nỗi là có cái vị nào như vậy cả. Hy vọng là các bạn đã thích những cái vị bánh lạ lùng của mùa Trung Thu năm nay. Chắc chắn là chúng mình sẽ tiếp tục duy trì cái truyền thống này vào năm sau rồi. Không biết là năm sau sẽ có những cái vị nào mà nó có thể vượt qua được những cái vị của năm nay nữa. Thực sự là mình nghĩ là càng ngày càng khó đấy, đúng không? Càng ngày chúng mình càng làm nhiều những cái video như thế này qua từng năm, càng ngày cái đề bài nó sẽ càng khó. Tại vì càng ngày chúng mình sẽ càng khó tính khi mà thử những cái vị bánh trung thu mới. Giống như là một trò game ấy, chúng mình lên level, đúng không? Lời cuối cùng thì mình xin chúc các bạn sẽ có một mùa Trung Thu vui vẻ với người thân và gia đình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem video của mình và tạm biệt các bạn.